xin chào quý vị và các bạn bây giờ là thời lượng của bản tin 9 giờ 10 của đài phát thanh truyền hình ca bằng bản tin sáng nay sẽ được mở đầu bằng thông tin đáng chú ý trong nước ngày hôm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính làm việc với bộ tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành một số nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong thời gian tới và giải quyết các kiến nghị đề xuất của ngành Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, việc lớn nhất là phải hoàn thiện môi trường pháp lý, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Trên cơ sở nhiệm vụ lớn nhất này, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của ngành và của môi trường pháp lý với sự phát triển của đất nước ta để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quan trọng tiếp tục kế thừa phát huy và nhân rộng khí thế thành tích thành tựu kết quả kinh nghiệm đã đạt được tiếp tục đổi mới đồng bộ toàn diện công tác xây dựng pháp luật trên cơ sở bám sát thực tiễn tôn trọng thực tiễn xuất phát từ thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm chiến lược với tinh thần phải rút ngắn quy trình thủ tục xây dựng pháp luật tập trung sơ kết tổng kết nghiên cứu khoa học nâng cao lý luận phát triển ngành tư pháp sát với tình hình thực tế việt nam nhất là phục vụ xây dựng môi trường pháp lý, coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong ngành. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, tiêu thụ vải thiều Bắc Giang hay Hải Dương, hỗ trợ bà con nông dân đã đang và sẽ luôn luôn là ưu tiên số 1 của Bộ. Theo đó, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với địa phương trên tất cả các kênh để đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm cho người nông dân. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các thương nhân Trung Quốc không thể nhập cảnh vào vùng vải để thu mua, Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ địa phương và các doanh nghiệp triển khai ngay các biện pháp đảm bảo nguồn cung, lưu thông thông suốt các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh và cung ứng nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ các sản phẩm đầu ra. Bộ trưởng đề nghị Cục xuất nhập khẩu phối hợp với các vụ thị trường nước ngoài làm việc với các bộ ngành liên quan đề xuất phương hướng, hỗ trợ duy trì các thị trường xuất khẩu truyền thống, xử lý vướng mắc trong quá trình thông quan hàng hóa tại biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu thông hàng hóa, nhất là thị trường Trung Quốc. Các vụ thị trường nước ngoài cũng phải khẩn trương huy động tối đa nguồn lực và sự vào cuộc của các thương vụ nhằm hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của các địa phương trên cả nước nói chung và Bắc Giang nói riêng, đặc biệt quả vải thiều niên vụ 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, kho bạc nhà nước vừa ban hành chỉ thị nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định. Để giữ vững ổn định hoạt động, không để dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc chi trả ngân sách, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh thành phố đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ quản lý và nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị Kho bạc Nhà nước trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về đối chiếu số liệu với các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định. Tổng giám đốc yêu cầu Kho bạc nhà nước, các tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời các hồ sơ thanh toán nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước, cũng như xử lý dứt điểm các hồ sơ còn bị chậm mà không rõ lý do. Do có hàng nghìn học sinh và giáo viên phải cách ly nên hai điểm nóng là tâm dịch Bắc Giang Bắc Ninh đang tính phương án đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với tình hình. Theo đề xuất mà Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đưa ra, trước hết tổ chức cho học sinh đủ điều kiện tham gia thi đợt 1 theo lịch tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số học sinh còn lại sẽ tổ chức thi đợt 2 và xem xét cả phương án tổ chức thi cho học sinh đang phải cách ly hoặc trong vùng bị cách ly. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang cho biết, đây chỉ mới là đề xuất cần đưa ra xem xét và chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết phương án thực hiện chính thức. Tại tâm dịch Bắc Ninh, Số thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông của địa phương này năm nay tăng trên 2.000 so với năm trước. Dự kiến 27 điểm thi. Lực lượng phải bố trí tham gia tổ chức thi cũng tăng lên trong khi học sinh, cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 phải cách ly ở trong vùng phong tỏa nhiều. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh cho biết đơn vị này đang xây dựng phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 để báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chờ xét duyệt sau khi được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh sẽ xin ý kiến quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong cuộc họp trực tuyến về công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới đây. Bộ Y tế sáng 26 tháng 5 cho biết đã phát hiện thêm 80 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên 5.931 ca. 80 ca mắc mới đều ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 55 ca, Bắc Ninh 23 ca, Thanh Hóa 1 ca, Hải Dương 1 ca. Như vậy, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2.872 ca. Hôm qua có thêm 2.602 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Như vậy, Tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh thành phố với 1.034.072 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine là 28.503 người. Tối qua, lô vaccine AstraZeneca thứ tư về tới sân bay Tân Sơn Nhất với số lượng 288.000 liều. Đây là lô vaccine thứ hai do Bộ Y tế đặt mua thông qua VNVC và lô vaccine AstraZeneca thứ tư về tới Việt Nam. Như vậy, đến nay đã có 4 lô vaccine AstraZeneca về tới Việt Nam với tổng gần 2,9 triệu liều. Lô đầu tiên gồm 117.600 liều về ngày 24 tháng 2, lô thứ hai của COVAX về ngày 1 tháng 4 với 811.200 liều, lô thứ ba của COVAX về ngày 16 tháng 5 với 1,682 triệu liều và lô mới nhất 288.000 liều. Theo báo cáo của Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, tại Bắc Giang, tại cuộc họp khẩn cấp với Bộ trưởng Bộ Y tế, tình hình dịch của Bắc Giang-Bắc Ninh đang rất nóng. Tại thời điểm diễn ra cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, những ngày qua, nhiều huy động tổng lực xét nghiệm đã phát hiện hơn 300 ca bệnh ở Bắc Giang. Mẫu xét nghiệm được lấy từ ngày 22 tháng 5 đến nay, kết quả tăng hơn gấp 3 lần so với một số lần đỉnh cao nhất ở tỉnh Bắc Giang. Đánh giá chủng virus gây bệnh lần này có khả năng lây lan rất nhanh, mạnh, có khả năng nhân lên, phát tán mầm bệnh rất rộng. Bộ trưởng cho hay, chủng lần này cũng có những điểm khác biệt hình thái lây nhiễm cũng khác biệt khi lây nhiễm chủ yếu trong khu công nghiệp. Bộ trưởng kêu gọi các địa phương đơn vị trên cả nước phải hướng về tâm điểm Bắc Giang, Bắc Ninh, đặc biệt là Bắc Giang. Việc khống chế dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh thành công có ý nghĩa quan trọng trong cuộc chiến chống dịch lần này. Trung Quốc đã đạt mốc tiêm nửa tỷ liều vaccine ngừa COVID-19, trở thành nước tiêm được nhiều nhất vaccine COVID-19 nhất trên thế giới, đứng thứ hai là Mỹ. Cụ thể, theo số liệu cập nhật, Trung Quốc đã tiêm hơn 510 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, Mỹ tiêm được hơn 285 triệu liều. Trung Quốc đặt mục tiêu tiêm cho 40% dân số, tương đương khoảng 560 triệu người, trước tháng 6 năm nay. Dự kiến cuối tháng 6, các hãng sản xuất vaccine của Trung Quốc sẽ mở rộng sản xuất, giải tỏa sức ép nguồn cung vaccine COVID-19 cho quốc gia 1,4 tỷ dân này. Bản tin sẽ tiếp tục với một số tin tức trong tỉnh. Chiều qua, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ, thông báo thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất và thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành. Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua các tờ trình xin ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 207 tại Khuẩy Mít, xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang; Dự án đường 208 từ thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, xã Cách Linh, Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, xã An Lạc thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang, huyện Hạ Lang, xã Trí Viễn, huyện Trùng Khánh, dự án cầu đường bộ 2 Tà Lùng Thủy Khẩu, tỉnh Cao Bằng. Các đại biểu thảo luận thống nhất chương trình chi tiết tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tổ chức vào ngày 5 tháng 7 năm 2021. Theo đó, nội dung của kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo trình tự quy định. Kỳ họp dự kiến thông qua 37 báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm của tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết luận phiên họp, đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng tình với nội dung điều chỉnh các dự án từ nguồn vốn trung ương cho đường 208, các nguồn vốn địa phương đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh và sở kế hoạch và đầu tư điều chỉnh trước khi trình hội đồng nhân dân tỉnh sở kế hoạch và đầu tư giả soát theo các văn bản đã đồng ý kế hoạch dự án chuyển tiếp giả soát thêm bố trí nguồn vốn của tỉnh về chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai phó chủ tịch phụ trách hội đồng nhân dân tỉnh nông thanh tùng đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với sở ngành chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp thứ nhất và thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Sở Y tế đã tổ chức họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc, thống nhất phương án triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2. Theo đó, tỉnh Cao Bằng nhận được 16.000 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo công tác triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 1, công tác chuẩn bị tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 2, dự thảo kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2, tổng hợp lập danh sách các đối tượng đã tiêm đợt 1, các phản ứng sau tiêm và dự kiến lập danh sách các đối tượng tiêm chủng đợt 2. Để tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2, có hiệu quả, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, hệ thống kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin, hệ thống tiếp nhận, bảo quản và phân phối vaccine tại các tuyến, ra soát kiểm tra dữ liệu thông tin đối với các trường hợp đã tiêm chủng vaccine AstraZeneca đợt 1, chủ động đưa ra các khuyên cáo cho phù hợp đối với các trường hợp có phản ứng phụ sau tiêm, lập danh sách các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine đợt 2 đẩy mạnh truyền thông về sử dụng vaccine COVID-19 đối với các đối tượng đã tiêm vaccine mũi 1 thì triển khai tiêm mũi 2 sau 8 đến 12 tuần. Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn và hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2021. Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 5, Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang đã lấy mẫu kiểm tra SARS-CoV-2 cho cán bộ đội ngũ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế nhằm ngăn chặn, giảm thiểu lây lan dịch COVID-19 cộng đồng. Huyện đã chia làm 3 đợt, trong đó đợt 1 lấy mẫu cho 20 cán bộ nhân viên y tế, kết quả xét nghiệm âm tính, đợt 2 lấy mẫu bệnh phẩm cho 147 nhân viên y tế huyện và các trạm y tế xã thị trấn, kết quả xét nghiệm sẽ thông báo theo quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp đến khám có biểu hiện ho, sốt, khó thở chưa rõ nguyên nhân cần phải lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức khám chữa bệnh theo đúng quy trình đã được Bộ Y tế quy định. Tiến hành kiểm tra thân nhiệt, khai thác yếu tố dịch tễ ngay từ khu tiếp đón, tất cả các trường hợp nghi ngờ chuyển ngay sang phòng khám hô hấp. Thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đối với tất cả nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh, hạn chế đến thăm tại bệnh viện. Đến nay, toàn tỉnh có 155 đơn vị sử dụng lao động, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động từ 3 tháng trở lên với số tiền 13,3 tỷ đồng. Trong đó 11 đơn vị nợ khó thu với tổng số tiền 9,1 tỷ đồng, gồm chi nhánh công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Việt Nam tại Cao Bằng trên 7 tỷ đồng, công ty cổ phần cơ khí xây lắp công nghiệp Cao Bằng trên 929,1 triệu đồng, công ty than cốc và khoáng sản Việt Trung huyện Thạch An trên 422,7 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn CKC trên 259,8 triệu đồng, công ty cổ phần đầu tư phát triển miền núi chi nhánh Cao Bằng trên 136,7 triệu đồng. Ngoài ra, 8 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố, 7 đơn vị, Hà Quảng một đơn vị với 11 lao động đã qua kiểm tra giả soát thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đăng ký tham gia đầy đủ theo quy định. Việc nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp của các đơn vị doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động như khi nghỉ việc do ốm đau thai sản tai nạn lao động không được trợ cấp tiền lương tiền công người lao động không được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tiền thuốc dịch vụ kỹ thuật và các chi phí điều trị khác người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc chấm dứt hợp đồng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với các đơn vị doanh nghiệp cố tình nợ động, trốn đóng tiền bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tập hợp hồ sơ, thủ tục chuyển sang cơ quan có thẩm quyền đề nghị xử lý theo điều 214, 215, 216 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 được sửa đổi bổ sung một số điều của luật số 12/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018. Bản tin 9:10 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.